Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc. Và hiện tại thì Long đang có mặt tại bản làng nơi gia đình của em Tồng và A Hòa sinh sống. Ngày hôm nay thì đội thợ kỹ thuật xây dựng sẽ thiết kế là đóng cốt pha và sẽ đan sắt để chuẩn bị đổ răng móng các bạn nhé. Xin mời mọi người hãy đồng hành cùng Long trong video này. Xin mời. Đội kỹ thuật xây dựng thì đang vác cốt pha các bạn ạ. Sáng nay mới xẻ gỗ thông ra để chuẩn bị đóng cốt pha, còn vợ chồng Hòa thì vận chuyển vật liệu với cả cạo hết cái đất mà trên rơi móng hôm qua thì mình đã cho anh em đậy hết rồi. Mà đêm qua thì có một trận mưa rất là lớn. Nên là một cái số góc thì đất nó tràn xuống, bây giờ cạo sạch sẽ đi. Cạo sạch chứ không để đất nó bám vào cái thành móng nên lúc mà mình đổ răng cái thứ nó kết cấu không tốt. Như hôm qua thì cái móng này đã xây lên 3 hàng gạch rồi các bạn ạ. Hàng đầu tiên nằm ngang, hai hàng sau thì đảo chiều. Tổng móng bên dưới đã là 30 phân rồi. Và bây giờ thì ép cốt pha và đổ răng lên 30 phân nữa. Tổng móng sẽ là 60 phân. Khi mà mới đào cái tả ly này xuống để san lấp mặt bằng thì nhìn tương đối là nhỏ các bạn ạ. Nhưng mà đo vào thì tổng căn nhà cũng được 47m2. Và chia làm hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp sẽ ngăn nhỏ một chút. Ở giữa cái vách ngăn phòng khách và phòng bếp này thì mình sẽ cho anh em xây một cái tường cao chừng được khoảng 2m đến 2m rưỡi thôi. Và để một cái cửa đi từ phòng khách xuống phòng bếp rộng khoảng 2m. Đó, nó gần như kiểu một cái bức ngăn để cho ngồi ở phòng khách không nhìn đục thấu xuống bếp thôi. Chứ không làm tường cao lên để cho cái diện tích phòng khách nhìn nó thoáng hơn và nó rộng hơn. Vì là vướng cái tả ly ở trên này rất là cao các bạn ạ. Thì cũng không muốn cho gia đình cao đào lên nữa thì Long sẽ để bếp ở góc bên ngoài này. Để xây ống khói ra ở bên ngoài cái chỗ hàng gạch bên ngoài này. Như vậy là tương đối là rộng đó, không hẹp đâu. Hai vợ chồng, hai cháu nhỏ ở thoải mái. Gỗ thông này mùi thơm ghê nhỉ. Cô ơi, Nam mua hay nhà trồng được đấy? Mua chứ. Mua à? Nhà em to lắm, không dùng được cái này đâu. To hay xẻ ra càng vuông sao? Dùng được cái này phí. Là quan tài. Là quan tài à? Bóp chặt ra. À, em cũng có hơn 100 cây mà, nhưng mà em trồng được hơn 100 cây. Nhưng mà... Hơn 100 cây? To lắm à? Bé có của em ấy. À. Có điều 11 năm. 11 năm á? Ừ. Chưa thành gì. Thế chứng tỏ cây thông này cũng lâu lớn chứ nhỉ? Mình không bón phân điều anh nhỉ, nếu mà bón phân điều thì nó cũng nhanh đấy. Ừ. Trên này không trồng được quế à? Trồng được nhưng mà nó phải dưới kia cơ. Trồng quế ấy hơn, nó hiệu quả kinh tế hơn. Quế bây giờ người ta bán từ gốc đến ngọn, bán cả lá, cả cây, cả vỏ. Ừ, gốc mà đào được thì vẫn lấy. Áo soi như kiểu thơ mộc nhỉ. Thank you.
đội kỹ thuật xây dựng này thì mình cũng lấy anh em ở trong bản làng luôn các bạn ạ. Thì tạo công ăn việc làm cho anh em. Chứ bây giờ thuê ở dưới xuôi về thì cũng rất là phức tạp. Và anh em ở trên này thì cũng rất là thiếu việc làm á. Vừa là giúp đỡ gia đình người nghèo, vừa giúp đỡ các anh em thợ xây luôn. Tuy là cái kỹ thuật xây dựng của anh em ở trên vùng cao thì các bạn biết rồi, tay nghề của anh em thì không thể được nhờ dưới xuôi vào các thành phố lớn được. Nhưng mà anh em làm đến đâu thì Long sẽ cố gắng là có mặt những chỗ mà cần thi công kỹ thuật cứng một chút thì Long sẽ ở đây để tham khảo tất cả các quý hảo tâm cũng như là quý khán giả mà có hiểu biết về xây dựng. Tư vấn cho Long thì Long cũng sẽ rút kinh nghiệm nào để cho xây dựng một căn nhà nó hợp lý nhất đối với từng vùng miền, đối với từng địa bàn và cũng từng gia đình một cho nó phù hợp. Đối với cốp pha này, khi anh em ép xong ván thì Long sẽ cho anh em đóng cốp pha là cái chiều rộng sẽ là 20 phân và chiều cao thì sẽ rơi vào hơn 30 phân. Để khi mà đan dàn sắt, dùng sắt 10 và sắt 6 sẽ đan dàn sắt thì cái chiều rộng thì sẽ là 16, còn chiều cao của dàn sắt sẽ là 25. Khi mà đổ bê tông vào ấy, thì sẽ bao trọn cái dàn sắt luôn. Mỗi chiều sẽ chênh lên 2 phân rưỡi bê tông để ôm vào dàn sắt bên trong. Tổng chiều cao của dàn móng sẽ là 30 phân và chiều rộng sẽ là 20 phân. Cộng thêm dàn 30 phân dàn đã xây ở dưới lòng đất nữa là tổng chiều cao của móng sẽ rơi vào 60 đến 65 phân. A Hòa ơi, A Hòa ơi, chở một lúc gạch nữa xong là tranh thủ chở sỏi luôn đi. Đầu rồi chiều mai là đổ rồi. À. Không có chỗ đổ thì xem đổ vào trong nhà đi cũng được, đổ vào cái nhà cũ kìa, ngay cái chỗ cửa kia thì mấy mai lấy dạng dễ. Đổ vào trong lòng nhà cũng được. Không cho bao tải dựng vào cái thành tả ly kia. Buổi chiều ngày hôm nay thì anh em dự kiến là sẽ đóng xong cốp pha các bạn ạ. Và còn thừa bao nhiêu thời gian thì sẽ uốn sắt, cắt sắt. Buổi sáng ngày mai thì sẽ đan răng sắt. Và đầu giờ chiều ngày mai thì sẽ đổ răng bê tông. Nhanh nữa, gia đình A Hòa có vợ chồng Hòa với cả mẹ là ba người là vận chuyển khá là nhanh vật liệu. Anh em tha hồ xây, không thể không phải nghỉ giữ chừng để đợi vật liệu đâu. Anh em đang ghép cốp pha các bạn ạ. Thế sợi cước kia bọn em căng chăng cho đấy là chiều cao là 30 à? Vâng. Nó cốp pha thừa đi một chút, đổ răng vào là 30 phân. Tạm thời thì anh em đo đạc và đóng đinh các đầu, sau đó là lấy gạch chèn đã. Xong một loạt thì sẽ đóng những thanh ngang để cố định cốp pha. Rồi.
Đấy này. Đúng rồi. Hả? Đấy ạ. Chồng kìa. Thì không khó bị ra này. Chối luôn à, phê luôn à. Để ạ. Quá luôn rồi. Nào bà này là tôi chú rồi, chờ chú rõ rồi chú rồi. Về phần cốt pha thì cứ vậy thôi các bạn ạ. Đủ cốt pha thì đóng ghép cốt pha thì ghép vào tâm rằng bên dưới, rằng móng bên dưới. Còn những cái thanh ngang kia thì đóng tạm vào đó và chèn gạch vào. Mai mà đan rằng sắt xong thì sẽ rút thanh ngang ra đặt đặt rằng sắt, sau đó là tiếp tục đánh đóng cố định thanh ngang để đổ bê tông. Này lúa đẹp quá. Lúa trên này là lúa chịu hạn các bạn ạ. Trên này thì thời tiết ít mưa lắm và toàn trồng trên nương, trên cái ruộng bậc thang này thì ít có nước. Chính vì vậy mà phải sử dụng cái loại lúa mà chịu được hạn này. Bà con trồng trên này thì trồng cái rẻ khá là dày. Chất dinh dưỡng thì phân do không có nhiều, chất đất đã bạc màu rồi, cỏ thì toàn cỏ dại. Nên là cái cây lúa không phát triển được, năng suất lao động mà chỉ dựa trên cái cây lúa này thì không đáng kể bao nhiêu ạ. Trồng rất là nhiều nhưng mà chỉ đủ ăn với chăn nuôi thôi. Trong ngày hôm nay thì anh em đã xẻ cốt pha và bây giờ đang đo đạc để đóng. Buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ đóng xong các bạn ạ. Ngày mai thì Long sẽ di chuyển tiếp tục vào để ghi hình anh em đan răng sắt và đổ răng móng nhé. Và có lẽ là video này thì Long xin phép được cập nhật đến đây. Xin hẹn các bạn trong những video gần nhất về series giúp đỡ gia đình của em Tồng và A Hòa xây dựng căn nhà. Xin chào.